hai nó không vợ? Anh lấy ly, 2 ly 20 luôn ha. Dạ anh lên đây đi em. Dạ cho em gửi tiền, em cảm ơn nha. Anh đang ngon, anh ủng hộ em nha. Kêu bạn bè là ủng hộ Thi Thi nha. Vui vẻ nha ông xã. Dễ thương ghê. Em tên Vũ Thu Phương, mã số bình chọn 02 nha. Này Tây Thi, mã số bình chọn 03. Nhớ ủng hộ đi Tết cho em, cho lịch với lập xưởng rồi đó, vui vẻ nha. Ai số 1 có trai Bình Lý Hải không? Số 1 là Cát Thi. Số 1 Cát Thi à. Có trai Bình Lý Hải không Phương? Anh Bình Lý Hải hả? Anh Bình Lý Hải là bên em. Quên luôn hả bé? Quên nói gì vậy? Có ai mời các bạn thấy không, hôm nay đúng rồi, hôm nay Thu Phương qua xong á các thi tay thi rối luôn các bạn ơi. Ủa, còn ai dưới em bắt không vậy? Mấy ly? 2 ly bắp. 2 ly 20 cho hai em hả? Muỗng ăn không? Ok 2 ly bắp, còn ai nữa? Anh này mấy ly anh? 2 ly luôn hả ông xã? 2 ly 20 ha. Ông xã. Bé này cầm đi cầm tiền. Ủa 2 ly 20 mà má. Thì rối luôn. Ủa 2 ly 40. Ủa đi chút có gửi tiền cho mày cho. Dạ đây 2 ly 20 ạ. Nghe bỏ cho tôi. Dạ. Cái gì nha? Anh ơi. Cảm ơn chị. Đây nè 2 ly 20 của ai cho em gửi anh ơi. Nè Kim là bé ơi. Nè cho em gửi cái mới gì vậy, xe tới đâu thôi đừng có giỡn nha. Ủa xu quá má, anh căng gà nghe 2 ly 40 em ơi, có bảo vệ không? 2 ly 20 hả? Mỗi ly 20 ha. Đúng rồi 2 ly 20 bé. 1 ly 20. Ủa không biết nghe tiếng Việt hả? 1 ly 20, 2 ly 40. Má ơi, nó quá trời. Nó quá trời. 1 ly 20 hả? Cười sáng quá. Nè 2 ly 20 của ai để nghe rồi. Ui nè hỏi tiền luôn đi chị hai. 2 ly 20 thôi, ly 60 đi chị, vui vẻ đi. Còn ai nữa à, gì khác kế tiếp à? Không có gì rồi, bữa nào gửi ủng hộ chị nha. Ăn cháo đi chút, chị qua bển gì rồi chị phụ đi thêm chút, vui vẻ đi chị em mình. Cái gì cả thế với mọi người luôn, tay đi ủng hộ nha. Thay chị em mình làm tấm hình vui vẻ đi.